Như vậy trong phần layout này ở các bài trước chúng ta cũng đã có đề cập rồi. Bây giờ thầy sẽ nhắc lại để các bạn chú ý khi mình sử dụng. Thì thường đối với lại cái layout này nè, một cái form của mình thì nó không phải là dùng một layout. Ví dụ cái form của bài làm thêm hôm trước của chúng ta. Ví dụ như là cái bài làm thêm của mình hôm trước đâu rồi? Đây. Đâu ta? Xa thế. Ví dụ như là cái form của mình làm hôm trước. Thì ở trong này bạn sẽ sử dụng nhiều layout trong cùng một bài này, chứ không phải là một layout. Ví dụ ở chỗ này các bạn có thể là sử dụng cái nên layout để mình set bound cho một khu phía trên là khu first name, last name. Bạn set bound cho nó, đặt vị trí. Cái thứ hai là cái khu ở dưới. Cái thứ ba là cái khu mà chỗ giới tính và sở thích. Thứ tư là các nút bấm. Thứ năm là cái bảng. Như vậy đối với chỗ này, ví dụ như là riêng ở cái phần thứ ba này nè, thì ở phía bên này chúng ta có thể là set bound cho nó, đặt vị trí. Nhưng mà bên chỗ sở thích thì chúng ta lại dùng một cái get layout để chúng ta đẩy vào cho nó nhanh. Mình có bao nhiêu sở thích thì mình đẩy vào nó cũng tự sắp hết. Kể cả kéo thả nha. Kể cả kéo thả, bạn kéo ra đây một cái panel. Sau đó bạn set layout cho cái panel này là git layout. Thì lúc mà bạn kéo thả các cái checkbox này vào nè, nó sẽ tự sắp cho mình. Còn nếu bạn không set layout thì nó sẽ nhảy lung tung hết. Mình phải tự canh. Đó. Cho nên là trong một bài giống như thế này thì chúng ta sẽ kết hợp rất nhiều dạng layout trong cùng một bài, chứ không phải là một cái layout mà chúng ta xài được hết cho tất cả. Như vậy thì khi mà các bạn học cái phần layout ở đây thì các bạn chỉ quan tâm là layout đó mình sử dụng nó như thế nào, thì sau đó các bạn sẽ áp dụng từng loại layout này vào từng vùng cụ thể thì nó sẽ dễ hơn. Và chúng ta sẽ đi qua cái bài đầu tiên là ở chỗ này là floor layout. Cái này là mặc định chúng ta xài rất là nhiều. Bình thường các bạn tạo một cái slide, một cái frame thì nó là cho phép các bạn tạo cái floor layout. Chỗ này thầy sẽ ghi là demo floor layout. Layout. Và cái cách của mình xài ở đây thì các bạn sẽ extend luôn cái reframe luôn. Còn nếu mà bạn nào không extend thì các bạn sẽ tự tạo thêm một cái reframe riêng. Được chưa? Rồi mình sẽ insert thêm một cái constructor vô đây. Và khi các bạn insert constructor thì bản thân cái phương thức này nó đã tự tạo cho mình cái gì? Cái reframe rồi. Thì bạn không cần new reframe nữa. Chú ý cái cách làm này. Mình đã extend cái reframe thì chỗ này mình không có tạo thêm, mình cũng không có new reframe luôn. Mấy bài cũ là mình phải làm gì? Reframe, F, main. Mấy bài cũ thầy phải làm vậy đúng không? Bằng new reframe. Đó, mấy bài trước đây thì thầy làm như vậy. Lại làm như vậy. Nhưng khi các bạn đã kế thừa từ reframe thì mình không cần đến cái này, bởi vì bản thân cái lớp này nó là một reframe. Mà nó đã là một reframe thì bản thân các bạn này là đã khử tạo cho mình luôn rồi. Cho nên cái dòng lệnh này không tồn tại. Không tồn tại nha. Vậy bên trong này mình sẽ làm gì? Set. Ví dụ các bạn set title cho nó. Bạn để cái này vô luôn cho nó dễ nhận diện.
demo flow layout. Bạn sẽ set size. Mấy cái này làm nhanh giúp cho thầy nhé. Size ví dụ như là 400, 300. Set. Tại sao mình không có cái gì chấm hết vậy? Thực chất của nó là gì ta? This. Chấm. Set. Location. Đúng không nào? Thực chất của nó là this. Chấm. Được chưa? Khi nào thì mình dùng đến cái này? Ví dụ cái bài mà get set á, nó có hai biến, biến của class và biến được khai báo cục bộ của hàm. Hai biến đó cùng tên, nhớ không? Cái phương thức get set á, thì lúc đó chúng ta mới cần phải gọi ra để cho nó xác định là biến đó của class hay là biến đó của cái phương thức. Còn bây giờ cái này chúng ta không cần gọi luôn, chúng ta chỉ cần là set là đủ. Chỗ này còn set gì nữa không? Set default. Chỗ này chú ý giùm thầy, nếu như bạn chỉ có mỗi nhiệm vụ là đóng form thôi thì mình chọn là set default. Còn nếu như mà mình xử lý sự kiện khi đóng form thì làm thêm một số việc nữa, ví dụ như là kiểm tra đã lưu dữ liệu chưa, thì chúng ta không dùng cái này được nhé. Chúng ta phải dùng cái gì? À, Window Action. À, Window Listener, nó sẽ lắng nghe sự kiện của Windows. À, quên, reframe chứ. Reframe chấm exit on close. Còn gì nữa không? Set visible to. Rồi, mình đã làm xong cái form cơ bản. Bây giờ qua đây, mình sẽ gọi cái demo layout ra đây. Demo layout, floor layout bằng new demo floor layout. Rồi, chạy thôi. Rồi, mình đã lên được cái form. Bây giờ muốn thể hiện được cái floor layout này thì các bạn sẽ thêm các cái thành phần vào, chúng ta mới thấy được. Ví dụ chúng ta thêm cái gì? Thêm cái nút bấm. Thêm nút bấm là đơn giản nhất. Thì ở chỗ này các bạn có thể là thêm nhiều nút bấm cùng lúc cho nó nhanh. Nhiều nút thì chúng ta dùng gì? Dùng gì? Một cái mảng đúng không? Một cái mảng BTNS bằng new JBottom. Giả sử như mình có 9 nút. For int y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn BTNS chấm gì? Chấm len chấm phẩy y cộng cộng. BTNS thứ y sẽ bằng new rebottom chấm phẩy. Chỗ này thầy sẽ đặt một cái chữ cộng với mở đóng ngoặc y cộng 1. Có bạn nào biết tại sao chỗ này thầy mở đóng ngoặc không? Tại sao? Nếu mình không mở đóng ngoặc thì chuyện gì xảy ra? À, nó là cộng chuỗi ha. Nếu mình không mở đóng ngoặc thì nó hiểu là cộng chuỗi. Còn nếu mình mở đóng ngoặc thì y cộng 1, tức là cộng số, cộng theo dạng số. Chú ý chỗ này giúp thầy. Rồi bây giờ mình có nút rồi, add vô đâu? À, mình phải có cái panel. Có hai cách. Một là bạn lấy cái panel của chính cái reframe này luôn. Hai là bạn tự tạo thêm một cái panel mới. Được chưa? Như vậy trong tài liệu của mình có chỗ người ta sẽ lấy trực tiếp cái panel luôn. Thì ở chỗ này các bạn sẽ khai báo một cái container. Rồi vào đi em.
các bạn sẽ khai báo một cái container ở đây. Cái container ở đây là các bạn sẽ khai báo nó là WAT. AWT. Bạn sẽ cho một cái container. Nó sẽ rồi xuống dưới này mình sẽ có là container bằng get container panel. Nó tương đương với một cái repanel. Bình thường thầy sẽ làm như thế này. Repanel. Remain bằng new repanel. Đó, bình thường thầy sẽ làm vậy. Được chưa? Còn ở đây mình sử dụng cái container luôn. Sử dụng cái container luôn. Thì ở chỗ này các bạn sẽ lấy cái container chấm add btns thứ y. BTNS thứ y. Bên này chúng ta chạy. Rồi chuyện gì đây? Chuyện gì nào? Cái layout này mình set layout chưa? Chưa. Mặc dầu chúng ta đang demo là floor layout, nhưng chỗ này thầy chưa set layout. Vậy chúng ta set cho nó. Container chấm set layout. Nếu floor layout, trong cái floor layout này các bạn nhìn giúp cho thầy, khi mà các bạn học á thì cố gắng đừng có học theo những gì mà thầy viết, mà các bạn nghe, các bạn nhìn và các bạn khám phá. Ví dụ như chỗ này nó có đến 3 phương thức khởi tạo. Bình thường chúng ta sẽ khởi tạo không có tham số. Vậy thì nếu như mình khởi tạo có tham số thì nó làm sao? Có 3 tham số thì nó làm sao? Thì mình phải tự thử vô. Vậy nếu như có 1 tham số thì ở đây là 1 con số. 3 tham số thì 3 chữ, 3 con số in. Vậy thì mình đưa cái gì vào đây? Nếu như các bạn chỗ này lo layout của các bạn không có tham số thì chuyện gì xảy ra? Nó làm sao? Nó sao nào? Mặc định là canh giữa. Vậy thì tham số chỗ này là gì? Các bạn sẽ đưa vô đây floor layout chấm, thấy gì? Center, left, right. Nghiên cứu thêm hai cái này giúp thầy. Nghiên cứu thêm. Bây giờ mình chọn left. Chọn left. Ở đây, chạy lại. Left. Thấy chuyện gì? Rồi, bây giờ chỗ này cho right. Qua phải. Bây giờ ở đây mình mới có một tham số. Bây giờ tiếp thêm. Phải. Tham số thứ hai. H. Grab. Tham số thứ ba. V. Grab. Là theo chiều ngang. Nó chừa khoảng trống là bao nhiêu. Hồi nãy mình thấy giữa các đối tượng nó làm sao ta? Đây. Giữa các nút làm sao đây? Sát nhau ha. Đây cũng sát luôn. Bây giờ mình sẽ cho tham số vô. Ví dụ như chỗ này mình gõ vô đây là 10.10. Khoảng cách 10 nó chưa có rộng lắm cho nên mình không có thấy lắm. Bây giờ mình tăng nó lên. À 30 đi. Thấy khoảng cách giữa các đối tượng rộng ra chưa? Rồi, như vậy là coi như mình đã xong cái floor layer. Cái floor layout của chúng ta xong.
Còn ứng dụng nó ở đâu, dùng nó như thế nào thì tùy bài. Có bạn nào hỏi gì về cái phần flow layout này nữa không?